Chúng ta cùng gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê. Võ Thành Phê xin kính chào quý Phật tử cùng quý vị khán giả thân thương. Hôm nay Võ Thành Phê đến chùa mình để hát phục vụ ngày hôm nay. Võ Thành Phê xin hát một bài rất là quen thuộc. Đó là bài vọng cổ Hướng Về Ánh Đạo. Dạ, xin kính tặng. Đã lâu lắm rồi con lang thang trên trần thế, kiếp nhân sinh con chìm đắm mãi mê. Nay hướng về ánh sáng từ bi, xin kính lại đấng đại hùng giác ngộ. Quỳ trước đài sen con cúi đầu đảnh lễ, đấng Thế Tôn đã đem ánh sáng từ bi soi sáng muôn loài. Ngài đã ban vui cho kiếp sống cõi hồng trần, đã lâu lắm rồi con mãi chìm trong ngũ dục, cứ đam mê theo kiếp sống trầm luân. Nay tỉnh rồi giác ngộ được lý chân, xin kính cần quý con là người Phật tử, trọn đời này con không lầm lạc si mê. Con xin nguyện làm hương sen giải thoát. Phật đại lòng con nghe trào dâng, niềm cảm xúc hồn lẫn lẫn như hòa quyện ánh đạo vàng. Ôi hạnh phúc miên man vô bến vô bờ, đến giờ này con biết rằng đời là bể khổ, nào tranh giành đoạt lợi lẫn nhau, để cuối cùng chỉ nhận lấy thương đau, tạo nghiệp ác chất chồng như nuôi thay. Giờ đây con thật sự là người con của Phật, sống nhờ nơi ánh đạo. Lại đấng cao siêu giải thoát, kính bạch thầy người hướng đạo cho con. Người đã đem ánh đạo màu thức tình hồn con, để con biết đâu là chân. Chùa thân yêu đã khắc sâu trong tâm con như hình với bóng, vì chính nơi đây đã làm cho con phá mây.
môn. Cùng nơi đây đã là người con thức tịch tâm hồn. Đến giờ này con mới hiểu rằng đời là bể khổ. Nào tranh giành đoạt lợi lẫn nhau, để cuối cùng nhận lấy thương đau. Tạo nghiệp ác chất dòng như núi thay. Giờ đây con thật sự là người con của Phật, sống bên nhau trong trọn đời. Con xin quy theo đấng đại từ cao thâm. Nguyện trọn đời này chuyên tâm, con quyết làm lành. Xin nguyện cho cả muôn loài, trước Phật đài con đi trong nẻo chân, để thế gian bớt nỗi bi ai, cho mọi người sống trong ước mơ. Ánh từ quang tỏa khắp mấy muôn phương, lòng con giờ đây tràn đầy hạnh phúc, vì con đã đi theo chân lý Phật Đà. Quỳ trước Phật đài con khấn nguyện, nguyện đời này con quyết theo chân, cho con giữ tròn lời nguyện, xin được làm người Phật. Dạ, chào mừng thầy, xin đa tạ. Xin cảm ơn tình cảm của quý Phật tử, của quý khán giả. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Thành V, và xin mời anh cùng nắng lại sân khấu để cùng nhận với bó hoa tươi thắm và món quà của chùa Lộc Uyển từ phía Đại Đức Thích Minh Sĩ. Một tràng pháo tay chúng ta cùng dành tặng, thưa quý vị. Chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều, và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Thành V.